Xin chào tất cả anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm qua thì có việc cá nhân do đó là mình bận không làm được video. Hôm nay mình quay trở lại để nhận định thị trường. Thì cái tiêu đề hôm nay mình nhận xét, mình chia sẻ với anh chị đó là thẻ chứng con rủ tiếp. Và vườn ý đã sẵn sàng cho vào nhịp tăng hay chưa? Thì đó là những nội dung mà trong video hôm nay mình chia sẻ. Anh chị lưu ý cho mình rằng là cái tiêu đề mình đặt như vậy thì để mình phân tích, mình chia sẻ với anh chị. Chứ không phải là nói là mình không có cổ phiếu thẻ chứng là vào sủa để chứ nè, để mong mỏi là cổ phiếu rủ xuống để mà mua tiếp là không phải. Nói thật anh chị là hiện tại thì cổ phiếu thép Hòa Phát rồi là SMC rồi là gì nè, Hoa Sen là và cổ chứng ví như FTS là mình vẫn có hàng. Đấy, do đó là ở đây thì mình phân tích á, là ở góc độ là nhìn xa xa một tí anh chị nhé, chứ không phải là tầm nhìn là một hai phiên hoặc là theo kiểu T cộng. Do đó là anh chị theo dõi thì anh chị hết sức lưu ý chỗ đó cho mình. Còn ví dụ phiên mai phiên kia nó tăng thêm một tí, một hai like hay là nó rủ lại thì cả đó mình không biết. Nhưng mà cái xu thế ở đấy là mình nói là theo tầm nhìn là theo kiểu trung hạn một tí anh chị nhé, xa xa một tí chứ không phải là theo kiểu T cộng. Rồi trước khi đi vào những phân tích nhận định đó và phân tích thị trường thì vừa nãy này là một phiên tăng khá là tốt anh chị, tăng 9 điểm, tương đương 0,78 điểm, và thị trường của chúng ta là vẫn đóng cửa trên 1.160. Cụ thể là hôm nay đóng cửa 1.163.12 điểm. Phiên sáng thì có đầu phiên nó mở gặp giảm cũng khá là khiếp đúng không ạ, sau phiên đóng cửa thấp nhất phiên của phiên hôm qua. Đấy, tất nhiên thì nó mở xuống nhưng mà phiên chiều thì thị trường nó kéo lên đóng cửa cao nhất phiên. Đấy, và phiên sáng thì chúng ta thấy đang nhận nó thủng cả MA 150 và thủng cả như nào, thủng cả cái MA 150 này gì này, cái đường màu xanh dương đây, và chúng ta cũng thấy rằng là nó về ngay cái vùng đáy trược của phiên hôm thứ sáu. Đấy, tức là nếu như nhiều anh chị mà hay nói thì có thể nói là phiên tẹt lại đáy của phiên hôm thứ sáu đúng không? Đấy. Đấy, thì tất nhiên kéo lên thì khối lượng này không được ok lắm. Đấy, thì đó là một cái đẹp của phiên hôm nay. Còn nói về cái biến đồ của hôm nay thì đóng cửa là cao nhất là 1.163.12. Như vậy là cũng cao nhất phiên luôn. Và cái biến đồ lúc nhỏ nhất lúc nó giảm xuống là đạp xuống ạ. Thủng MA 150 ở đấy theo đường xanh dương đấy là khi đó là 1.147.71 anh chị. Đấy, và mở gạp giảm ngay từ đầu phiên. Đấy, chính vì vậy mà cái tâm lý của sau phiên giảm hôm qua với cái tâm lý đe nặng của hầu hết cái nhà đầu tư hiện nay là thường trước Tết ấm á, là thị trường thường có một nhịp điều chỉnh rũ bỏ mạnh. Đấy, thường là như vậy, theo thống kê là thường là như vậy chị. Tất nhiên thì hiện tại thì nó có xảy ra theo những cái tiền lệ đã từng xảy ra hay không thì cái này chị xem tiếp. Tất nhiên thì cái phiên này thì nó hình thành một cái nền, có thể nói là một cái nền là như nào, bao tròn hoàn toàn của phủ nhận hoàn toàn của hai cái nến giảm hôm thứ hai đầu tuần và hôm thứ sáu tuần trước. Đấy, thì sau một cái phiên như thế này thì chỉ chúng ta sẽ bàn thêm về câu chuyện này. Còn chúng ta lướt qua phiên giao dịch hôm nay một tí ấy, thì anh chị nhìn ở đấy thì mức độ về nói về mức độ đóng góp của các điểm số thì hôm nay có thể nói là một cái phiên mà nhóm ngành ngân hàng là đều là các cổ phiếu hầu hết anh chị nhé, hầu hết là đều là ở trong một trạng thái là giảm điểm. Nếu đóng góp về cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng hôm nay đối với điểm số thì chỉ có BIDV và VPBank thôi. Đấy, còn lại là các cổ phiếu như là trong thép này và bán lẻ này, rồi là bất động sản khu công nghiệp này, rồi là gì đó có Vinhome đúng không ạ, thì những cái này thì anh chị xem tiếp. Đấy, có Vinhome, Hòa Phát, Masan này, MWG này, BIDV, CTG, xin lỗi, BIDP này, GVR, Hoa Sen, Vinamilk và VPBank. Đấy, DGC nữa. Như vậy thì cả cái nhóm cổ phiếu thép hôm nay tăng mạnh nhất. Đấy, còn ở chiều ngược lại các cổ phiếu nhóm bánh là có SSB này, Techcombank, Ocean là góp đa tiêu cực đối với điểm số đúng không ạ? Ngoài ra một số cổ phiếu khác liên quan đến nhóm ngành bất động sản và bất động sản khu công nghiệp và vận tải biển đúng không? Còn mức độ tham lan tỏa của phiên hôm nay thì có thể nói rằng là cũng khá là tốt. Đấy, đứng đầu là nhóm ngành vật liệu xây dựng là tăng hơn phẩy gần 3%. Ví dụ Nam Kim hôm nay tăng tím, SMC hôm nay tăng tím đúng không ạ? Với bán lẻ tăng rất tốt này, chứng khoán khá ok này, nhựa hóa chất trong tốt này, cái xây dựng này. Như vậy thì có đến 10 nhóm ngành, có 10 nhóm ngành là trên trên 1%. Còn các nhóm ngành mà tăng trên 0,5% thì có đến mấy ạ? Có đến 5 nhóm ngành. Còn cả nhóm ngành giảm thì chỉ có là 2 nhóm ngành và mức độ giảm thì nó cũng không nhiều. Đấy, thì đó là về mức độ lan tỏa của dòng tiền thì có đồ rồng của thị trường thì chúng ta xem những cái này như vậy. Còn chúng ta quay trở lại đối với yếu tố kỹ thuật á, thì chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đó là sáng nay thì ngay đầu phiên thì mình cũng có một cái chia sẻ của đối với nhóm khách hàng. Thứ nhất á là mình cho rằng là thị trường giai đoạn này nó sẽ có hai cái khả năng cái gì,
họ khai cái khả năng thứ nhất á, là nếu nó tích cực ở đây như này, cái giai đoạn hiện tại này nếu nó tích cực á, thì nó có thể giống giai đoạn này, giai đoạn tháng 6 này, giai đoạn tháng 6 năm 2023 vừa rồi đấy. Tức là quá trình này chị nhìn thấy thế này, nhưng mà đấy là giai đoạn này, giai đoạn là LPS của quá trình tích lũy 6 tháng trước đó. Một cái kết quả tăng như thế này, thì nó có một cái nguyên nhân trước đó là một quá trình tích lũy hơn 6 tháng đây. Từ cuối năm 2022, đúng không ạ, đầu 2023 cho đến tháng 6, cho đến tháng mấy ạ, cuối tháng 5, đúng không ạ. Như vậy nó đến gần 6 tháng trời ở đấy tích lũy. Một cái nguyên nhân như thế này, thì khi đó nó mới có một cái kết quả như thế này. Đấy, thì giai đoạn hiện tại thì nếu tích cực á, thì nó sẽ rơi vào trường hợp này. Còn nếu như khả năng giai đoạn này, nếu mà giai đoạn LPS của cái quá trình tích lũy này gì này, của quá trình tích lũy này á, thì quá trình này mới hơn một tuần thôi anh chị, quá trình ở vùng 1160 này mới hơn một tuần. Trong khi chúng ta thấy là cái giai đoạn này anh chị này, mà nó tích lũy đấy hơn 6 tháng, gần 6 tháng á, thì quá trình tích lũy này là chúng ta thấy là cùng gần một tháng rưỡi, gần một tháng rưỡi. Gần một tháng rưỡi để thị trường lánh quanh để hấp thụ nguồn cung ở vùng đỉnh phía trên của cái hộp. Nếu như anh chị theo trường phải đa vạt thì anh chị đang ở vùng trên của hộp đa vạt. Còn nếu như giai đoạn này hiện tại mới hơn một tuần, thì nếu quá trình này mà tích cực anh chị nhé, mình chia sẻ đấy anh chị, là anh chị cũng thông cảm là mình chia sẻ đến góc độ là người vẫn đang có cổ phiếu chứ không phải là cầm tiền, do đó là cũng phải là theo góc độ là để như là chiếm ga chiếm lên để là để hô hào gì để mà nói thì móng mỏi thị trường đi xuống, nó không phải việc lên việc mà thị trường lên hay thị trường xuống á, đó là theo cung cầu, có theo đó là thị trường nó luôn đúng thôi, chúng ta không bàn cãi được những cái đó, nhưng chúng ta phân tích những cái dữ liệu sau quá trình của nó thôi. Thì nếu như quá trình này thì mình cho rằng nếu như tích cực á, thì nó cần phải quá trình tích lũy tiếp. Đấy, tích lũy tiếp chứ gọi nó chưa lên ngay được. Khả năng con phiên mai nó có thể tăng hay phiên kia nó có thể tăng thêm một hai phiên, vì giống giai đoạn này nhìn nếu nó có thể tăng từ vùng 1120 này mà lên đến 1140, nó có thể tăng thêm 20 điểm sau này cân bằng, tức là nó vẫn đang trong một cái biến hộp theo kiểu là LPS ở đấy. Đấy, do đó anh chị lưu ý cho mình là mình đã đặt vấn đề ngay từ đầu rồi. Đó là nó chúng ta ban ở đấy là ban có chuyện về đấy, về trung hạn một tỷ chứ không phải là theo kiểu T cộng. Đấy, anh chị lưu ý. Do đó là trong cái giai đoạn này nếu như cả cổ phiếu vừa rồi bùng nổ như hôm nay trong thép, rồi trong chứng khoán, rồi vân vân á, và một số dòng khác, thì mình cho rằng thì cả cổ phiếu hầu còn lên thì nó cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để nó cân bằng tích lũy thêm. Đấy, anh chị lưu ý cho mình như vậy. Còn quá trình này mà nếu như mình đấy đang trong giai đoạn phá B của quá trình tái tích lũy á, cái phá B thì nó sẽ rơi vào trường hợp tháng 3 này anh chị. Thì mình đã chia sẻ với anh chị ở góc độ video cuối tuần vừa rồi đấy. Thì nó có thể rơi vào, nếu như nó sẽ giống quá trình này gì này. Đấy, tức là nó sẽ có quá trình phục hồi lên, nhưng sau đó nó sẽ tiếp tục điều chỉnh cân bằng lại. Cân bằng lại ở vùng phía dưới, có thể là mấy ạ? Có thể là 1140. Đấy, còn sau hôm nay thì nếu như con đến 12 phiên thôi, chúng ta chưa khẳng định được vấn đề gì hết, nhưng mà khả năng tiếp á, thì nó cũng sẽ theo hướng là đi vào tích lũy tiếp anh chị. Đấy, thì đó là về khung độ ngày và khung độ tuần thì mình chia sẻ thêm anh chị như vậy. Đấy, còn hôm nay 12 phiên thì chúng ta chưa khẳng định gì ở góc độ khung độ tuần. Còn cái phiên hôm nay á, thì nói về mức thanh khoản thì mặc dù một phiên thị trường tăng rất tốt, nhưng mà về mức độ thanh khoản anh chị thấy là về mức độ dòng tiền đấy nhá. Về tiền á, thì anh chị nhìn đấy á, thì anh chị thấy rằng là dòng tiền tiền hôm nay nó cũng không lớn đâu, dưới 15.000 tỷ. Cụ thể hôm nay là tổng ba sàn là nó có 14.228 tỷ đồng, là một mức tiền rất là hạn chế, là thứ nhất. Thứ hai nữa là nói về mức độ thanh khoản á, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng xem tương đương với phiên của hôm qua thôi, sau phiên giảm hôm qua thôi. Đấy, còn nó vẫn nhỏ hơn so với phiên đạp ở phiên thứ sáu cuối tuần vừa rồi, là nó nhỏ hơn nhiều. Đấy, thế khả năng để nó có thể hình thành. Còn nếu như nhìn vào ngắn hạn của kiểu tế công thì anh chị sẽ có cái phiên thứ sáu này, phiên hôm nay thì test line này. Đấy, test line đúng không, kéo lên cái khối lượng nhỏ thì khá là tốt. Nhưng mà nếu như nói về ngắn hạn nữa thì anh chị thấy rằng là nó cái phiên thứ sáu vừa rồi và phiên hôm nay thì tổng hợp của ba phiên này nó có mười có cái đáy thứ nhất của vùng này. Thì trong trường hợp mà thị trường khung độ ngay gì nhá, khung độ ngay nếu như thị trường mà nó có tích cực lên á, thì nó có phục hồi lên này thì tẹt lại mình không biết, nhưng mà thường nó sẽ có quá trình cân bằng kiểu như thế này, sau đó có quá trình tạo đáy này thêm nữa, nó có thể tẹt lại vùng đáy này một lần nữa kiểu như vậy. Đấy, thì mình chưa biết là theo cái khả năng nào, nhưng mà nó thường là có quá trình tẹt lại vùng này anh chị. Đấy, có thể là tẹt cao hơn, cũng có thể là chứ, có thể là nó tẹt đâu đó khoảng 1150 1156. Đấy, kiểu như vậy, có thể là nó tẹt cái vùng quá trình này nó có thể tẹt cao hơn như thế này. Đấy, thì nó có thể như vậy. Đấy, chứ không phải là nó luôn luôn tẹt về vùng này, nhưng mà thường nó có xu thế như vậy. Và trong quá trình vận động sắp tới thì có khả năng sẽ có quá trình này. Đấy, thì đó là về
khung độ ngay thì mình nhận định là mình, theo quan điểm mình là nó sẽ khả năng là nó sẽ vận động theo cách thức như vậy. Còn nói như về quá trình nếu như nói thêm về nguồn cung á, nếu như nó nguồn thêm cung thì thế là nguồn cung cuối tháng 9 bắt đầu tháng của tháng 10 vừa rồi á, của giai đoạn đầu tháng 10 vừa rồi á, thì anh chị thấy rằng là cái nguồn cung ở vùng này cũng rất là mạnh anh chị nhỉ. Đấy là một quá trình là gọi là quá trình tái phân phối của quá trình phân phối phía trên này. Và bây giờ thị trường kéo lên đấy thì giai đoạn phục hồi vừa rồi là kết quả của nhóm ngành ngân hàng. Đấy thì bây giờ thị trường mới hơn một tuần để mà có trên đi ngang ở vùng này. Thì để mà lên luôn thì mình cho rằng là xác suất này sẽ không cao. Đấy thì anh chị lưu ý cho mình như vậy. Đấy thì đó là về xa hơn một tí nữa thì anh chị xem như vậy. Còn mà bây giờ nếu như mà cái nỗ lực, nếu như chúng ta nói về cái nguyên nhân á, thì cái quá trình tích lũy của quán cái vùng này này, cái nguyên nhân thì chúng ta hãy xét về nguyên nhân, chúng ta thấy là quá trình này nó còn rất dao động và độ tích lũy thì nó còn rất là ngắn. Do đó cái kết quả để lên một quá trình vừa rồi ở đấy á, thì mình cho rằng là thế này là nó khá là ổn rồi. Do đó nó cần phải có quá trình tái tích lũy thêm thì nó sẽ ok hơn. Thế đó về đường dài thì nó như vậy. Còn nếu như xem ở khung độ dưới ngay, xem đồ khung độ dưới ngay á, thì anh chị xem ở đấy thì đấy là khung độ 1 giờ gì nhá. Khung độ 1 giờ thì anh chị lưu ý cho mình rằng là bây giờ nếu nhìn đấy anh chị thấy là vùng này nó còn rất là lỏng cái gì này. Nó còn rất là lỏng lẻo. Đấy và lỏng lẻo và anh chị nhìn những cái nến mà giảm á thì xung lực nó vẫn rất là lớn. Tức là những cái nến mà của giá cao nhất với giá thấp nhất ở đấy thì anh chị thấy rằng là cái xung lực của những cái nến lớn đó là của nến giảm là nó vẫn còn rất lớn. Là thứ nhất. Thứ hai nên xung lực của nó lớn thì đồng nghĩa với nó là gì ạ? Cái khối lượng của cả cái phiên giảm nó cũng còn rất là mạnh. Đấy và ngược lại thì chiều tăng á, thì hôm nay cái nến 1 giờ thì cái nến sau cùng là tốt nhất. Nhưng mà nhìn về khối lượng của cả cái nến tăng thì và so với cả cái nến giảm chúng ta thấy rằng là nhìn vào đồ tương quan anh chị so sánh anh chị cũng thấy rằng là nó vẫn còn yếu hơn. Nhìn vào khối lượng cả cái cột khối lượng của cả cái nến tăng thì chúng ta thấy rằng nó vẫn yếu hơn so với cái quá trình cả cái nến giảm. Do đó cái trường hợp tích cực á, cái trường hợp tích cực thì mình vẫn giữ quan điểm rằng nó có thể là phục hồi lên nó vùng này đó, và nó nói là tái tích lũy lại thì tái tích lũy thêm thì nó sẽ có cơ hội cho chúng ta, nó sẽ rõ ràng hơn. Thì đó là về khung độ ở dưới ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cổ phiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là đối với nhóm ngành ngân hàng, chúng ta lướt qua trước. Ở nhóm ngành ngân hàng thì mình cho rằng là cả cổ phiếu vừa rồi nó lên như vậy thì hôm nay hầu hết là cả cổ phiếu nó có chừng. Nhưng mà cái độ tích lũy của cả cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là thứ nhất, thứ hai là hầu hết cả cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng vừa rồi nó mới lên được một khúc chẳng là bao nhiêu, đâu đó là khoảng 15 đến 30%. Hầu hết cả cổ phiếu mình là liệt kê mình thấy ấy. Thì nó sẽ có quá trình tích lũy. Thường là một cổ phiếu mà nó tăng khoảng 15 và đến 30% thì thường nó có quá trình tích lũy lại anh chị ạ. Và sau quá trình tích lũy lại đó mà nó ổn thì nó sẽ lên tiếp. Đấy, do đó là những cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng bây giờ anh chị hy vọng là hôm nay ở nhóm thép nổ lên rồi là nhóm ngành chứng khoán nổ lên. Ví dụ như là cả cái phiên vừa rồi anh chị có thể là phải bán nhóm ngành thép hoặc là bán ngành chứng khoán để anh chị là đú vào nhóm ngành ngân hàng. Thì hôm nay nhóm ngành ngân hàng nó lại điều chỉnh một tí phải một tí thì anh chị lấy nhìn sang trong thẻ trong chứng thì nói lại lên cái chúng ta là sinh ra một cái tâm lý là chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại và cuối cùng là không không được cái gì cả. Đấy, do đó là trong cái chiến lược anh chị nên nhìn vào sự vận động nó ok hơn. Rồi vì VB Bank vậy thôi, VB Bank nó đã phát từ tín hiệu lên và khi đập cung đây thì nó đang có con đường cân bằng và nhìn vào cả khối lượng cả các phiên tăng và khối lượng các phiên giảm chúng ta thấy là cái khả năng để mà nó tích lũy thì nó phải cao hơn. Nhưng mà nhìn vào xung lực thì chúng ta thấy xung lực của quá trình tăng nó vẫn tốt. Đấy, tất nhiên đi nhưng cổ phiếu này thì mình cho rằng là nó sẽ tích lũy thêm thôi, còn lên thì khó là khá là khó. Còn đủ những cổ phiếu như thế này và những cái vùng phía trên nguồn cung thế này thì mình cho rằng là mình không thích như thế này đúng không ạ? Vừa rồi là chỉ có là con mơ bế mà là mình bỏ một cái cơ hội, mình lại khoe đi khoe lại anh chị là 21 tháng 11 vừa rồi là mình phân tích rất là ổn con phiếu này nhưng mình không vào được bởi vì vẫn là cái tư duy chung á, vẫn là cái tư duy chung là bánh chạy cả tháng không bằng chứng khoán giang hàng một phiên cái kiểu như vậy. Do đó là mình vừa rồi là mình trật một cái cổ phiếu này nhưng mà mình phân tích cái con này là rất chuẩn nhưng mình không tham gia được. Nhưng mà những cổ phiếu này nó lên bây giờ nó đã dao động bởi vì quá trình tăng từ mấy từ giá 18.000 mà lên đến mấy ạ 21.000 nó có ba giá như nhá, nó đã có ba giá và nếu như nó về đồ tăng giá đấy thì nó đã tăng mấy ạ, nó đã tăng đến 18%. Đấy như vậy các cổ phiếu rồi hầu hết là những con mạnh thì tăng được nhiều, con yếu tăng được ít nhưng mà hầu hết là tăng đâu đó 15 đến 30%. Vì BIDV nó tăng nhiều hơn phải không ạ? Đấy thì tính từ đấy. Nhưng mà nhiều hầu hết các cổ phiếu nó đã lên thì bây giờ nó đang đang gặp vùng đỉnh trước nữa, còn cũng nữa. Thì khả năng là nó thể đi vào quá trình cân bằng. Đấy nhưng mà chưa hẳn sau nhịp này là nhóm ngành ngân hàng nó đã thua nhóm ngành thép hoặc là chứng khoán đâu. Đấy, hiện tại thì nó đang như thế này đúng không ạ? Thì anh chị xem thêm thôi. Rồi ví dụ STB cũng vậy như này. ETB cũng vậy thôi.
Nhưng mà nguồn cung bây giờ như thế này thì xác suất là để nó cân bằng là nó sẽ cao hơn, còn khả năng lên là nó sẽ thấp. Bởi vì quá trình điều chỉnh như này nó có quá trình tích lũy của những phiếu này nó không đủ. Ví dụ như là MB này. MB là nó có quá trình tích lũy, nó cái nguyên nhân của nó là như thế này gì này. Đấy, cái nguyên nhân của nó là phải có quá trình tích lũy như thế này này, nó mới lên được một, nó mới có một cái kết quả như thế này. Đúng không ạ? Nó nguyên nhân này khi đó nó mới có cái kết quả này. Chứ còn không hẳn ví dụ như STB chẳng hạn đó là quá trình phục hồi đi lên của nó thì đấy dao động này có đấy tạm thời chúng ta gọi là quá trình phân phối ấy. Thì nó quá trình điều chỉnh đấy thì quá trình này là mình nghĩ rằng là nó sẽ không ok lắm. Đấy, do đó là trong chiến lược chọn cổ phiếu sắp tới, ví dụ nhóm ngành ngân hàng có ok thì anh chị nên ưu tiên cả cổ phiếu ví dụ MB này, đúng không ạ? Rồi MSB này, đúng không ạ? Rồi ví dụ như SHB này, đấy, tức là nó có một cái nguyên nhân phía trước dưới đó rồi. Rồi ví dụ như ACB này, đúng không ạ? Tức là nó có quá trình tích lũy trước đó. Đấy thì nó lên như thế này, tất nhiên cái giai đoạn này chúng ta không đủ được rồi. Chúng ta phải chờ nó hình thành cả cái mẫu hình có thể là vãi đầu vãi ngược ở đấy, hoặc là giờ biến đồ thu hẹp ở đấy vân vân các kiểu chúng ta mới tham gia được. Thì chúng ta đang lượt qua. Chỉ có con EIB thì hôm nay có thể tạo đủ được một tí này. Này, con EIB là anh chị thấy rằng là cái quá trình tích lũy của nó là từ mày ạ. Từ tháng 10 vừa rồi là này. Đấy, tức là nó đã có quá trình là tích lũy ở đấy là gần 3 tháng đúng không ạ? Gần 3 tháng. Đấy. Còn nếu tính xa là anh chị thấy rằng cái nền tích lũy của nó là đây. Để tất nhiên thêm một cổ phiếu lên thì nó liên quan đến câu chuyện về kết quả kinh doanh các kiểu. Nhưng mà nói về đồ tích lũy thì đó, nhưng cổ phiếu này nó đã có đồ tích lũy. Thì nếu như mà anh chị mua thì ví dụ như EIB hôm nay anh chị có thể mua gọi là mua kỹ thuật mua kéo ngược. Đấy, tức là nó chạm MA 20 này, nó kéo ngược lên anh chị. Đấy, và khối lượng nó không lớn này. Đấy thì đấy là một cái kỹ thuật gọi là mua kéo ngược, hay là anh chị mà đọc sách của Mark á thì gọi là đấy một kỹ thuật gọi là quả bóng tennis anh chị nhá. Đấy, tất nhiên nó cũng có thể là nó sẽ tiếp theo, nó có thể tích lũy thêm, nhưng mà chiến lược là nó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của chúng ta là nhóm ngành thép. Thép và chứng nó đã lên chưa? Thì đầu tiên là đối với hóa sen. À, hóa sen anh chị này, hôm nay là một phiên tăng rất là tốt, đúng không? Tăng 6%. Đấy, nhưng mà anh chị thấy rằng này, cái lịch sử của nó gì nhá, cái lịch sử của nó thì bây giờ mình nói về cái góc độ á, ở đấy thì anh chị thấy rằng là nó đã có quá trình dao động ở vùng này là thứ nhất. Cái quá trình từ tháng 11 là nay, từ giữa tháng 11 lại đến nay là có quá trình này nó còn rất là dao động là thứ nhất. Thứ hai nữa thì anh chị thấy rằng là cái khối lượng nó còn rất là lớn, cái khối lượng rất lớn. À, nói là ở đấy là mình nói về ở góc độ là chúng ta đứng đến góc độ là nhìn nhận khách quan ấy gì nhá, chứ không phải là nói không có cổ phiếu là phân tích, không phải. Bởi vì khách hàng của mình vẫn có cổ phiếu Hoa Sen này, và bản thân mình thì vẫn có cổ phiếu là Hoa Phát và SMC. Đấy thì anh chị mà theo dõi vừa rồi thì anh chị biết rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đấy là chúng ta nói là nói trong cái xu thế, ở đấy là chúng ta nói với tầm nhìn xa một tí, chứ không phải là chứ không phải là theo kiểu tế công mình đã đặt vấn đề từ ngày đầu rồi. Và sau một phiên như thế này thì các phiên tới mà để lên á thì mình cho rằng nếu có lên thì nó cũng phải quay lại tích lũy lại, phải test lại vùng đỉnh này. Đấy, khả năng sạc thoát sẽ là điều này thì gần như là 90%, nếu nó có vượt lên thì nó phải test lại vùng này. Còn một cái khả năng nữa nhé, còn có cả nhiều rất nhiều khả năng. Còn sau những phiên như thế này thì chưa hẳn nó đã lên đâu, nó có thể tiếp tục tích lũy lại anh chị. Nó có thể tích lũy lại. Còn cái nét tích cực của nó là cả phiên 4 phiên vừa rồi. Từ phiên thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 4, thứ 5, thứ 6 tuần trước. Và phiên thứ hai vừa rồi là 3 phiên, 4 phiên vừa rồi là nó đã có tạm gọi là hai đáy ở đây. Tạm gọi là phiên thứ 4 và phiên thứ 6 vừa rồi có thể gọi là hai đáy ở đây. Đúng không ạ? Thì sau phiên này thì với quá trình tích lũy này như thế này thì mình cho rằng nó chưa đủ. Nó chưa đủ. Với cái khối lượng nguồn cung của quá trình giảm đấy thì khối lượng rất lớn. Do đó xác suất để nó lên luôn thì mình cho rằng là nó sẽ chưa cao. Đấy, nó sẽ chưa cao. Anh chị xem này. Nhưng có những phiên nó tăng rất là mạnh anh chị này, anh chị xem những phiên này. Anh chị xem phiên này này. Đúng không ạ? Nhớ quá trình tích lũy phía trước của nó đấy nhá, chưa đủ, và nó còn lỏng, và khối lượng của nó nhá, khối lượng của nó là nó còn rất là lớn. Và khi nào nó phải kiệt cung anh chị, khi nào nó phải kiệt cung giống như giai đoạn này thì nó mới lên được. Đấy, và nếu trong trường hợp có những trường hợp như đây thì anh chị thấy là nó có những phiên vượt đỉnh này. Có ví dụ như phiên này phiên vượt đỉnh này, phiên ngày 13 tháng 6 này nó vượt đỉnh này, khối lượng nó rất lớn này. Nhưng sau đó nó phân tét lại 4 phiên. Đấy, tét lại 4 phiên mà nó tét lại ngay vùng đỉnh hộp. Đấy, vùng đỉnh hộp. Sau đó nó lên lại thì nó cũng cần test lại một lần nữa. Đấy, do đó nếu như anh chị mà có vị thế từ những vùng phía dưới này thì anh chị nắm giữ thì theo góc nhìn là theo tư duy mình là tầm nhìn phải từ 3 tháng trở lên. Còn nếu mà cứ theo tầm nhìn mà 1, 2 phiên, 3, 4 phiên, 7, 8 phiên thì rất là khó ăn. Cho nên là mình phân tích ở đấy là mình đưa ra cho anh chị để anh chị có một góc nhìn như vậy, để anh chị có một cách thương thoải mái. Còn cả phiên tới nó có thể giảm thì kệ nó, tùy vào vị thế anh chị. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là Hoa Phát. Hoa Phát thì nó thật anh chị là vừa rồi mình làm phân tích cả video tư tuần trước nữa là mình phân tích gì 6 dòng bánh xe là sạc rất cao hay là dòng thép và chứng khoán đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta này này,
Mình cũng có cổ phiếu này anh chị nhá, mình phân tích ở đấy là khách quan anh chị nhá. Sau những phiên như thế này á thì anh chị lưu ý cho mình rằng này, anh chị lưu ý cho mình rằng là những phiên như thế này thì bây giờ trước đó là quá trình nên tích lũy này của nó, nên tích lũy của nó là ở đấy là mày ạ. Ở đấy anh chị thấy rằng là nó đã có đến đến hiện tại là nó đến có đến 48 phiên. Từ cái quá trình này đến đấy là 48 phiên. 48 phiên là loanh quanh được là 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi nhưng mà khối lượng của quá trình giảm này là khối lượng phía trên đỉnh á là nó còn rất cũng rất là cao. Đấy, và khối lượng những phiên tăng chúng ta thấy là nó vẫn chưa được lấn át hoàn toàn cả cái phiên giảm. Và thậm chí là nói nhá, nó còn thua, chưa ngang bằng, chưa tương đương đúng không ạ? Do đó là sau một phiên như thế này thì mình cho rằng là các phiên tới nó cũng cần phải quá trình tích lũy và thậm chí có thể có thể điều chỉnh rũ bỏ tiếp. Ở đây anh chị xem này. Đây này, anh chị thấy rằng là ở cái phiên này, nhìn này, phiên này là một phiên 1 tháng 3 này. Sau quá trình tích lũy nó chưa được ok lắm thì rõ ràng nó sẽ là gì nè, nó sẽ là có quá trình là kéo lên được một tí thì nó lại điều chỉnh lại. Thế thậm chí như phiên mày ạ, như phiên ngày 4-5 tháng 4 thì nó cũng có một phiên tăng khối lượng rất là tốt. Đấy, và nó vượt lên vùng nền nhưng sau đó nó lại đi vào quá trình điều chỉnh này, cân bằng này. Đấy, kể cả những phiên, ví dụ kể cả phiên ngày 26 tháng 4 vừa rồi. Đấy, mặc dù cái nền tích lũy nó rất là tốt, nhưng mà khi một những cái cổ phiếu mà có cái vốn hóa nó lớn và đặc biệt là những cái số lượng thanh khoản nó rất lớn á thì thường là nó có lên nó điều chỉnh rũ bỏ, khi nào nó kiệt cung như thế này chị này, khi nào nó kiệt cung hẳn như thế này á thì nó mới có một nhịp để lên. Đấy, còn ở đấy là anh chị lưu ý cho mình rằng là nếu như anh chị mua vùng này lên đây chủ tế công các kiểu thì mình không biết đấy, thì đó là cái tư duy như vậy. Kể cả phía này không anh chị này, kể cả phía ngay mình nó đánh dấu gì đấy 15 tháng 3 này này. Đấy, anh chị thấy chưa, nó một phiên tăng rất là tốt đó anh chị nhá, khối lượng tăng rất là tốt đấy, nhưng mà sau đó nó có thể tiếp tục điều chỉnh tích lũy lại đấy. Và mặc dù nó như phiên hôm nay nó vậy thôi, như vậy là cả cái cổ phiếu nhóm ngành thép thì mình cho rằng là phiên mai phiên kia nó tăng bao nhiêu thì mình không biết, những cái xu thế để mà tích lũy thì nó sẽ rất là cao. Do đó là anh chị mà có những vị thế ok thì anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ được thôi. Đấy, còn mà chúng ta mà có tầm nhìn xa xa trên 3 tháng 6 tháng các kiểu thì anh chị có thể nắm giữ thôi, còn mà anh chị mà kiểu nóng vội theo kiểu nhìn theo phiên là nó rất là khó. Đấy, thì đó là về Hoa Phát. Tương tự như vậy đối với Nam Kim và anh chị này, hôm nay là tăng tím. Đấy, nhưng mà cái vùng này anh chị thấy đang là nó rất là lỏng lẻo, cái vùng này nó rất là lỏng lẻo và khối lượng của quá trình phía trước đó là cũng rất rất lớn. Đấy, có giống như giai đoạn này, có thể giống như giai đoạn này nó cái phiên ngay ví dụ ngày 7 tháng 3 vừa rồi ấy, của 2023 anh chị thấy đang là một phiên tăng rất là mạnh. Đấy, không trần nhưng cũng gần trần, khối lượng tăng rất là đột. Đấy, nhưng sau đó nó tăng thêm một phiên nữa, nó lại tiếp tục là điều chỉnh, kéo lên điều chỉnh. Và khi nào nó phải kiệt hẳn cung, cái biến độ của cổ phiếu là nói nhận nó càng kiệt, tức là biến độ là giá nhưng cái nền nó như thế này, cả cái nền nó nhỏ hẳn và cái khối lượng phía dưới nó như thế đang là nó kiệt hẳn rồi ạ, rồi tiếp tục là búng khối lượng lên rủ lại và nó anh chị thấy đang khi nó kiệt cung thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua phía sau đó, khi đó chúng ta mua gia tăng. Thì nếu như mà anh chị mà đánh mà theo kiểu mà đánh ngắn hạn thì rõ ràng anh chị phải chơi quá trình này, còn nếu như anh chị cầm theo kiểu trung hạn tùy vào điểm mua thì anh chị sẽ có những chiến lược như vậy. Trong nhóm tiếp theo nữa, trong nhóm ngay đây còn SPC hôm trước mình chia sẻ anh chị đúng không ạ? Hôm con này thì bên nhóm mình lấy hôm trước mua khá là nhiều đúng không ạ, nhưng mà hôm đó hôm nó gãy MA20 là cũng phải bán thêm một phần ba. Đấy, hiện tại thì nó về cái giá đấy chứ sánh nhẹ đó, hôm nay nó mới sánh nhẹ đó, nhưng cổ phiếu này mình chia sẻ anh chị thôi đấy đúng không ạ. Đấy, còn nếu khả năng để lên thì những cổ phiếu này thì nó sẽ có lên thôi, nhưng mà anh chị phải có một cái góc nhìn là nó xa xa một tí. Còn nếu như đồ tích lũy anh chị thấy là con này nó khá ổn này, mặc dù là những cổ phiếu mà cánh trên ví dụ như Hoa Phát, Hoa Sen, Nam Kim á thì rõ ràng nó sẽ ổn hơn, nhưng mà những cổ phiếu này anh chị thấy đang là nó chưa tăng. Thứ nhất, thứ hai là cái đồ tích lũy đó là khá ổn. Thứ ba là anh chị nhìn nó khối lượng những quá trình phiên tăng nó khối lượng nó rất tốt. Đồng thời quá trình điều chỉnh lại nên nó khối lượng là nhỏ. Và thứ ba nữa là mức độ biến độ là nó khá là chặt chẽ. Đấy, thì đó là một góc nhìn như vậy thôi anh chị nhá. Đó là đối với trong thép. Tiếp theo nữa là trong chứng khoán. Trong chứng khoán thì vừa rồi có thể nói là cả cổ phiếu lên rất là nhiều rồi. Có thể lên rất nhiều. Và cái quá trình như đấy anh chị thấy rằng là khi mà cổ phiếu lên mà nó ra có quá trình tích lũy đấy, là mình cho rằng quá trình này, cái nguyên nhân tích lũy này ở đấy hiện tại, quá trình này nếu như quá trình tái tích lũy ấy, thì mình cho rằng quá trình này vẫn chưa đủ. Mình cho rằng quan điểm cá nhân mình là nó vẫn chưa đủ. Chưa đủ ở đấy thì thứ nhất là về quá trình thời gian, anh chị thấy rằng là nó một cổ phiếu mà nó muốn lên được một khoảng dài thế này thì đó là quá trình tích lũy của nó là còn rất là lâu. Anh chị xem đây, anh chị thấy rằng là quá trình tích lũy của nó là 6 tháng đúng không ạ? Ở đây gì? Chúng ta thấy rằng là quá trình tích lũy nó có một cái nguyên nhân trước đó là nó có trình tích lũy rất lâu, khi đó nó mới lên được vùng này. Còn bây giờ cổ phiếu vừa rồi có quá trình điều chỉnh khoảng 30% ở đây, thì anh chị thấy rằng là bây giờ nó mới tích lũy được khoảng
chúng ta điểm cái nến thì xem là được bao nhiêu cây nữa. Từ tính từ vùng này đến đấy thì anh chị thấy đang là đến hôm nay nữa thì nó mới được là 45 cây, như vậy là nó mới được 2 tháng rưỡi. Thì quá trình 2 tháng rưỡi đã mình cho nó chưa đủ. Đấy, nó có thể là chưa đủ anh chị. Do đó anh chị mà cánh mua những vùng này thì anh chị lưu ý cho mình đang là anh chị phải chờ. Chứ ví dụ phiến mai nó tăng thì mình không biết, phiến kia nó tăng nữa thì mình không biết, nhưng mà đó là kiểu tế công thì mình không biết. Nhưng mà theo kiểu mà anh chị muốn có một cái kết quả nó ok rồi anh chị phải chờ là phải tầm nhìn phải 3 tháng rồi lên thì khi nào nó mới có một nhịp. Đấy, còn mà còn nó có thể loanh quanh như thế này thì còn rất là lâu để nó có thể lên được. Đấy, tương tự như vậy đối với các cổ phiếu như HCM này. HCM thì nó lên rồi, đúng không ạ? Mình lấy về FTS này. FTS cho khách quan này. FTS thì hôm mình dùng mua cách đây 2 hôm, 2 3 hôm. Đấy, khi mà đã đến MA20 hôm qua nó đã phá cùng lỗ rồi. Hôm qua lỗ nhưng mà vẫn không bán bởi vì nó vẫn giữ được MA50. Là thứ nhất, thứ hai nữa là cái khối lượng vừa rồi của nó thì nó không lớn. Đấy, nhưng mà hôm nay thì đã gần như là vẫn còn lỗ nhẹ. Thật ra anh chị là vẫn còn lỗ nhẹ. Nhưng mà mình đầu tư những quả như thế này nó thật anh chị là chúng ta cần phải chơi. Là thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta cần phải có một cái quá trình đấy nhé. Quá trình là chờ đợi mà nó sẽ ok thôi. Còn nếu như để tế công quả kiểu vùng này thì chưa đủ điều kiện là mua. Và ví dụ con này vậy thôi, như hôm qua và hôm nay thì nó mới tạo một đáy thứ nhất thôi anh chị. Nếu như ngắn hạn là đấy nó một đáy thứ nhất, còn nếu như mà nó có thể lên đến một lần nữa anh chị này, rồi nó có thể vong xuống test lại những cổ phiếu ra test lại đáy hôm nay, có thể cao hơn một tí hoặc là ngang bằng mình không biết, nhưng mà thường nó sẽ có cái test lại như vậy để sau đó nó mới phục hồi ở đấy với nó cân bằng. Cái kiểu như vậy là mất khá nhiều thời gian anh chị nhé, có thậm chí có những lúc nó phải test sâu hơn, có những lúc nó test sâu hơn. Ví dụ quá trình này gì đây này, nó đi ngang đấy, nó rủ xuống này tao một đáy này. Vẫn có một kịch bản nữa nhé, có một kịch bản nữa là nó có thể cái khả năng này thì mình cho rằng là này không cao, tức là nó có thể là lên đến một tí nữa, sau đó nó đi ngang một số phiên, tạo nên đi ngang khoảng 2-3 phiên biến đồ nhỏ, khối lượng nhỏ, thì sau đó nó bứt phát lên đây á, thì chúng ta sẽ có một nhịp đu đây. Nhưng mà khả năng này thì mình cho rằng sẽ không cao, và khả năng sẽ tạo lại tẹt lại vùng đáy của phiên hôm nay và phiên hôm qua thì xác suất này sẽ cao hơn. Đấy, do đó là nếu như tê công anh chị chờ khi nó tẹt lại vùng đáy và bứt phá phía sau. Xác nhận ở phía sau thì anh chị tham gia ok hơn. Đấy. Thì đó là đối với FTS. Rồi ví dụ CTS cũng vậy thôi anh chị. CTS thì nó đang là nếu như nói về cái vùng đáy đấy thì nó có mới một đáy thôi. Phiên hôm qua và phiên hôm nay anh chị thấy đang là nó mới tạo đáy thứ nhất ngắn hạn ở đây. Còn nó khác với cái quá trình ví dụ FTS đấy, nhìn nó khác cái quá trình này. Khác bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu sau khi nó đã có một quá trình đi lên ở đây này. Đấy, và mức độ đéo bám rất nhiều thì nó phải cần thiết có một trình điều chỉnh rũ bỏ đấy này. Này, rủ bỏ đây này, rủ gãy MA50 các kiểu này. Còn hiện tại đây là quá trình này mình cho rằng là chưa phải giống quá trình này, bởi vì quá trình tích lũy đây nó còn như này, nó còn rất là ngắn. Đấy, còn nếu như lịch sử thì anh chị thấy quay về lịch sử của con FTS này thì anh chị thấy này. Cái quá trình này của nó á. Đấy, cái giai đoạn này là giai đoạn 2021 anh chị nhá. Đấy, tức là cổ phiếu sau khi đi lên nó phải có quá trình tái tích lũy là gì này. Nó đã tăng một khúc này. Mình cho anh chị xem cái này. Đấy, tức là nó lên một khúc này. Anh chị thấy đang là cổ phiếu đã lên một khúc này. Đấy, và nó điều chỉnh rủ bỏ lại là đâu đó khoảng 20% này. Đúng không ạ? Và nó phải mất cái quá trình tích lũy lại đấy, là tái tích lũy lại đấy, anh chị thấy biết không? Mấy bao nhiêu ạ? Cái quá trình tái tích lũy này của nó là đến mấy ạ? Đến 53 cái nền. Đấy, 53 cái nền tức là tương đương với gần 3 tháng. Gần 3 tháng nhưng mà trước đó anh chị nhất, trước đó là nó khác cái chỗ là cái nền tích lũy của nó là rất dài rồi, có quá trình tích lũy của nó là rất nhiều năm ở đây rồi. Và quá trình đi lên của nó là không nhiều. Và sau đó cổ phiếu này lên rất là mạnh. Đấy, sau đó cổ phiếu đi lên rất là mạnh. Đấy, nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái nói với độ tích lũy của cổ phiếu hiện tại ấy. Đây. Nói với độ tích lũy cổ phiếu hiện tại thì quá trình này đã tăng rất là mạnh rồi. Cái quá trình từ vùng nền mấy ạ, 17.000 lên đến vùng mấy ạ, 45.000 này là 47.000 này là đã tăng rất là mạnh. Và quá trình tích lũy này thế này là mình cho rằng là nó chưa đủ. Đấy, mặc dù là mình có cổ phiếu này gì nhá, tất nhiên tỷ lệ nó là cũng không nhiều thôi. Nhưng mà mình chia sẻ với anh chị ở đấy góc nhìn anh chị có một thế một góc nhìn như vậy thôi. Còn quá trình này anh chị đừng có so sánh, vì quá trình này là nó đã có một quá nên cái giáo đông của nó phía trước đó là rất lâu. Đấy, nó khác cái quá trình này. Đấy, nó khác cái quá trình này gì. Đấy, thì là ngoài ra nó nói về mức độ đánh giá các kiểu anh chị xem tiếp, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là BSI các kiểu vậy thôi anh chị. Đấy, nếu như anh chị mà tính xa các kiểu thì anh chị có thể là như vậy, nhưng mà đồ tích lũy này thì mình cho rằng nó chưa đủ. Mình cho rằng nó chưa đủ, cho sau những phiên như thế này thì các phiên tới nó có thể tăng lên bao nhiêu nữa thì chưa biết, nhưng mà khả năng đều mà nhá, đều nó tích lũy lại thêm thì có thể là các phiên tới và nhịp tới nó có thể lên đến một tí nữa đó, nó điều chỉnh rủ bỏ đi ngang lại, chả nó rủ một phát thế này nó mới lên được. Đấy, cái này thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng có thể xảy ra. Đấy, đó, trong dài hạn thì nó có thể điều gì cũng có thể xảy ra gì nhá.
Rồi các cổ phiếu khác nữa cũng khá là nhiều, nhưng mà tương quan như vậy còn ngoài ra có một dòng nữa anh chị nên chú ý đó, nhóm ngành bán lẻ. Mình cho là nhóm ngành bán lẻ thì vừa rồi có MWG lên rồi thì lên như thế này thì có lên nữa thì nó vượt được MA 200 thì nó phân tét lại các kiểu. Do đó là khi mà nó có cái biến đồ mà hẹp chặt á thì anh chị có thể là gì? Có thể là cân nhắc. Đấy, còn mà những cổ phiếu này bây giờ nó đã như thế này thì anh chị lưu ý rằng là nó có thể tét lại vùng đỉnh hộp này anh chị này. Còn cũng có thể là cả phiên tới nó có thể tích lũy lại. Này, tích lũy lại. Đấy, kiểu như vậy. Còn một cổ phiếu mà khá ok hiện tại là có Daisy Wood này. Đấy, Daisy Wood hiện tại chúng ta cái đồ tích lũy này này là nó khá ổn anh chị, nó có cái xác nhận khối lượng lớn này. Đấy, và vừa rồi nó hơi dao động. Đấy, nhưng hôm nay nó kéo xuống như thế này, nhưng mà nếu như cả phiên tới mà nó tiếp tục tích lũy á, đấy thì rõ ràng nó sẽ khá là ok. Rồi ngoài ra còn như pet ok anh chị này. Đấy, pet ví dụ nhá. Pet anh chị thấy đang là nó nhưng mà vượt lên MA 20 nó tẹt lại. Đây nó có hai khả năng, một là nó sẽ tích lũy dưới MA 20. Sau đó đấy, sau đó nó bứt lên. Thì anh chị tham gia ở cái mức như thế này là nó ok. Còn ngoài ra nó còn có thể một cái khả năng là nó vượt MA 20 tẹt lại khối lượng nhỏ. Đấy. Mình lấy ví dụ cho anh chị một cái chiến lược, đó là ví dụ như con nhóm anh phân bón, mình phân tích cho anh chị một con về đây anh chị này. Quá trình tích lũy nó rất lâu anh chị này. Nhưng mà khi nó lên anh chị này, nó vượt ngay vùng đỉnh trước này. Đấy, quá trình tích lũy cái này của nó là từ mấy ạ? Từ tháng đầu tháng 12 cho đến mấy ạ? Cho đến tháng 6, như vậy hơn 6 tháng, nhưng sau đó nó có một phiên khối lượng cũng khá là tốt. Đó, phục hồi đi lên gặp ngay vùng đỉnh trước, nó rủ xuống này. Nó rủ xuống anh chị thấy nó vượt lên MA 20 này. Vượt lên MA 20 nó cân bằng một khối lượng nhỏ, biến đồ hẹp ở phía sau, anh chị tham gia rất ok. Đấy, thì anh chị tham gia những quá trình như thế này. Đấy, đây là cách thức anh chị hiểu, anh chị sẽ đấy, tức là nó phải có quá trình rủ bỏ lại. Đấy, và cân bằng phục hồi lên khối lượng ok và cân bằng tẹt lại khối lượng nhỏ thì anh chị tham gia quá trình này nó rất là ổn. Rồi ví dụ như là con lạt vậy thôi, cái kiểu cách thức của nó là như vậy, đúng không ạ? Đấy này, nó có lên, nó gặp vùng này, nó rủ bỏ xuống này và nó cân bằng ở phía sau khối lượng nhỏ. Đấy, rồi là cách đây cũng không lâu thì mình phân chia sẻ với anh chị con ví dụ HAG, nhưng mà mình cũng lâu lắm rồi đúng không ạ, nhưng mà mình chia sẻ với anh chị đó. Đây là một cái mẫu hình trong vết ấy tích lũy. Đấy, anh chị thấy chưa, vùng này mình mua vùng này, nhớ mình ăn nón nó thật, anh chị được 13-14% bưng cày đâu bỏ chạy. Đấy, mình mua vùng này vùng 9.000. Đấy, tức là cổ phiếu đã có quá trình tích lũy này, vượt lên khối lượng lớn này, điều chỉnh rủ bỏ xuống này, khối lượng nhỏ này, có những phiên xác nhận dòng tiền lớn anh chị này. Đấy, thì sau đó chúng ta có thể cân bằng, chúng ta tham gia phía sau rất lâu, với quá trình tích lũy này nó rất lâu. Tương tự như vậy thì mình liên hệ anh chị một tí đồ, ví dụ hôm nay có phái sinh này, nó kiểu như vậy anh chị nhé. Đấy này, đấy anh chị thấy chưa, nó rất là rộng. Đây này, quá trình phục hồi phía trước là khối lượng lớn này, lên này, tạo nên phía trên này, điều chỉnh này, lên gặp vùng đỉnh trước anh chị này, nó rủ xuống này, nhưng mà rủ xuống là có trước đó là phải có khối lượng lớn anh chị này, phải có khối lượng lớn tham gia này, phải quá trình phục hồi tăng này phải có khối lượng lớn tham gia này. Đấy, thì sau đó nó điều chỉnh rủ bỏ lại và khối lượng nó không lớn, và nó cân bằng phía sau, thì rõ ràng là chúng ta tham gia long ở đây là rất ok. Đấy, hôm nay là đấy là một cái mẫu hình, nhưng hôm nay mình long rất thành công, đúng không ạ? Tất nhiên thì số lượng hợp đồng nó không nhiều cho nên không được bao nhiêu, nhưng mà cái kết quả này là anh chị thấy rằng nó rất là ổn, đúng không ạ? Thì nó luôn có quá trình như vậy thôi, anh chị theo dõi lâu thì anh chị sẽ nhận được điều đó. Đấy, thì trên đây là một số phân tích của mình về thị trường chung cũng như là một số cổ phiếu cùng rất là nhiều nhóm ngành, nhưng mà do yếu tố thời gian anh chị còn BIF hôm trước mình phân tích cho anh chị rồi. Đấy, BIF đấy. Đấy, anh chị mà vừa rồi mua quanh vùng này cũng khá ổn, nếu không mua được thì anh chị sẽ chờ cả phiên tới nó sẽ cân bằng một số phiên mà nó khối lượng nhỏ á. Có thể con này nó thành ngón hơn cả cổ phiếu chứng khoán thép cũng đến chứ biết chứng nói gì. Đấy, nó cân bằng khối lượng nhỏ đấy, cân bằng khối lượng nhỏ nhỏ đấy, anh chị tham gia vùng này vẫn ok. Đấy, thì video mình xin phép dừng tại đây, xin chào và hẹn anh chị trong video lần sau.